Kính chào các bác đang xem video của Sập Gỗ Nguyên Khối. Hôm nay em xin quay giới thiệu đến các bác một bộ sản phẩm sập gỗ gõ đỏ, hàng nhập khẩu Nam Phi nguyên khối. Vâng, một tấm sập khá là đẹp các bác nhá, hàng vân chun. Đây em quay chi tiết cho các bác xem từng góc cạnh của nó. Sản phẩm là gỗ 100% tự nhiên nguyên khối, không chắp ghép, được nhập khẩu từ Nam Phi. Đây ạ. Có kích thước quy cách là 3m20, rộng 1m80 và dài 20 phân. Sản phẩm đã được thợ bên em hoàn thiện khá là kỹ. Vâng, tất cả sản phẩm bên em đều đã được chốt các đầu sập cho nên sẽ không sợ cong vênh và nứt nẻ do thời tiết, ảnh hưởng thời tiết đâu các bác. Vâng, các bác đang có nhu cầu chơi sập gỗ nguyên khối thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0397580166 hoặc truy cập vào fanpage Sập Gỗ Chiếu Ngựa Phản Gỗ Nguyên Khối. Và một lần nữa chúc các bác một ngày làm việc vui vẻ.